hôm nay mình sẽ làm clip để chia sẻ các bạn các bước làm bài thi để các bạn bỏ túi khi đi thi nha. Đầu tiên là các bạn hãy đọc thật kỹ đề và gạch đích những ý chính. Bước 2, các bạn hãy phác thảo sơ sơ trên giấy nháp bằng những hình bé bé để chúng ta có thể tìm ra phương hướng bố cục tốt nhất và từ đó chọn để chúng ta lên bài thi. Bước 3, tiến hành kẻ khung và phát bố cục chính thức trên tờ giấy thi. Ở bước này các bạn chỉ nên phát tối thiểu là 30 phút và tối đa là 45 phút thôi. Và tốt nhất là trong 30 phút các bạn đừng có tỉ tóc quá, tốt nhất là tỉ tóc ở trên họa tiết chính thôi nha. Bắt đầu chuẩn bị bước 4 nào. Bước 4, các bạn hãy tô màu trên nền trước. Và nhớ là các bạn đừng có tô hết nha, mà chúng ta chỉ tô từ 3 đến 4 mảng thôi. Tại vì bước này các bạn sẽ xác định sắc độ tốt nhất của bài và cái gam màu chung của bài vẽ nha. Nhớ bóp nha. Nhớ chia sẻ clip này các bạn nha. Bước thứ 5, đây là bước quan trọng nhất. Các bạn hãy bắt đầu tô ngay vào họa tiết chính. Các bạn tô từ sáng nhất trở về tối nhất. Cái phần sáng nhất của họa tiết chính á, các bạn cho sáng nhất có thể cho tôi. Và tối nhất á, các bạn đừng để cho nó bằng với nền. Hey, đây là thời gian vàng. Vì lúc này các bạn bình tĩnh nhất, tự tin nhất. Các bạn không sợ bị hết giờ. Và các bạn hãy cố gắng tỉ tó sao cho họa tiết chính của mình thật là đẹp, thật là lung linh. Vì họa tiết chính coi như là linh hồn của bài vẽ. Các bạn sẽ đạt được thành quả vì các bạn làm việc hăng say, không sợ mệt mỏi, chiến thắng mọi nỗi sợ hãi. Ủa sao cái câu văn này quen quen quá ta. Bước thứ 6, các bạn mới tô ra họa tiết phụ và nền. Cái phần nền á, các bạn tô sau cùng giùm mình. Vì lỡ đâu mà mình không kịp thời gian nữa thì mình hãy phủ hết, che kín hết, không được để trắng nha. Tại vì một bài mà để trắng thì giám khảo sẽ cho rằng cái bài đó là chưa có hoàn thiện và sẽ bị trừ điểm rất là nặng. Tiếc lắm đó. Tóm cái quần lại thì khi thi các bạn phải thật tốc độ lên. Nếu các bạn lỡ như là xong bài trước giờ thi thì cũng đừng nên vội vàng nộp bài thi quá, mà chúng ta hãy ngồi lại một chút để bài mình ra sao một chút, ngắm nghía một chút coi có thêm bớt gì nữa hay không. Và cuối cùng là để ý xem có đứa nào tay háy nó hắt nước cho bài mình không nha. Cái này vui thôi. Và chúng ta sẽ gặp lại nhau ở cổng trường. Bye bye. Thi không được là đừng gặp tôi nha. Tạm biệt.